Thằng như thế này không cô? Nói là chắc không biết cái đào tôi chắc nợ tin cái nhà không? Đây đây con. Rồi xong sau khi cắt nhà xong nè. Đó cái đào tôi không biết cắt nhà được cái nhà không, cái nhà giờ nó sập rẫy hết rồi. Bây giờ mấy chú mà quân này được cho giúp được cái nhà này là cũng cảm ơn chú. Rồi dự định của mình á, sau khi xong nhà nè, rồi gia đình mình á sẽ làm nghề gì cô? Đi bán số. Bán số hả? Với ai mướn thì làm lấy gì đó, mấy đứa này cũng vậy nha con. Cũng đi bán số vậy đó, rồi ai mướn mình làm. Sau khi xong căn nhà này là mình... gió hay là cái gì đó rồi bằng đồ đạc trong nhà cửa gì Thì mình đi bán số nha. Đi hết nguyên gia đình luôn hả? Rồi cháu làm sao? Cháu thì cũng nhiều khi mình ảnh đi theo bán luôn. Có chiếc xe, con thấy có chiếc xe đẩy rồi đó, thì cô đẩy. Tại nó còn nhỏ, cổ nó yếu xìu rồi. Cũng có con dám đẩy ngày bữa đẩy kìa, con Trinh đẩy như sao? Tại con cổ nó yếu đó, cổ nó yếu. Bây giờ mình ẩm, ẩm đi cho nó cứng đi ha. Tại vì chừng tháng nữa cứng rồi. Tại Trinh á thì tay chân nó đi nó không được đấy. Rồi nó được vẫn nó cũng không được im. Rồi hiện tại thì căn nhà mình cũng đã xong rồi. Thì ngày mai thì con sẽ mua đồ ha. Thì ngày mai khoảng 10 giờ á, tầm 9 giờ mấy đi rồi cô trải bàn ra ha. Cái bàn cô để ngay chính giữa nè nghe. Rồi 10 cái ghế. Rồi mua bông với trái cây thì cái phần đó mời con mua. Thì còn dư nhiêu á thì con sẽ gửi đưa cho cô luôn, cho gia đình mình hết luôn. Bông với cây để trên bàn ha. Rồi mai cũng sẽ cô thường thường là cô bán hết bao nhiêu tờ? Bán 50 vé, rồi bán buổi vậy đó. Rồi hai chồng Trinh bán nhiêu tờ? Hai đứa cũng 40-50, rồi bán rồi không có bán vậy đó. Tay chân nó đi cũng yếu rồi này nọ rồi, do đi đâu có đi xa được đâu. Thì chị Tina với chị phần sau này, cuối cùng phần sau này á là chỉ của chị Tina thôi nha. Thì cũng sẽ tạo điều kiện cho gia đình cô một số vốn để mà mình buôn bán những số gì đó. Cho nên mình hãy giữ kỹ những cái tấm lòng, mình phải trân quý những cái số tiền mà Mạnh Quân đã quý lắm chưa? Sẽ đưa cho mình. Mình phải mình cố gắng lên, đừng để phụ những cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng tin tưởng và đã giúp đỡ cho mình từ đầu đến cuối. Về cái tình thương của hai chị này là giúp gia đình hoàn cảnh của cô với Trinh đó là tới nơi tới chốn luôn đó. Đến khi mà nhà cửa rồi thậm chí cả bệnh rồi cũng phải lo cho anh Lợi nữa. Nói chung là hai cái tấm lòng của hai chị rất là cao quý. Cho nên mình phải chị cũng rất là yêu thương. Luôn luôn lúc nào cũng quan tâm tới những là sức khỏe nè. Đó, với những cái làm nhà gia đình luôn, cả hình như là những cái sinh hoạt nữa, hai chị cũng đều là luôn luôn góp ý để cho gia đình mình hoàn thiện hơn. Tại vì con nói với cô á, mình Mạnh Thường Quân người ta giúp cho mình là để mong cho mình cái đi đến một cái con đường cầu tiến, đó là mình phải cố gắng mình làm ăn mình vươn lên để đáp lại những cái tấm lòng, để không phụ những kỳ vọng của Mạnh Thường Quân đã nhiệt tình giúp đỡ cho mình. Cho nên mình số tiền mình phải sử dụng cho nó đúng mục đích hay cô? Chính đáng. Thí dụ đi mà cô, như mà nãy cô nói là đi bán số thì không biết mà ngoài cái ngày đó là cô có muốn làm những cái nghề khác. Giờ tính tấm xe đẩy để mà mua trái cây đồ đẩy bông gì đẩy trái cây bán trái cây không thôi là bán rau cải rồi đó. Là cô có dự định là nếu mà được thì cô sẽ làm gì đó mà cô không bán vé số đúng không? Không bán vé số nữa. Chiếc xe đẩy bằng cây ha. Bằng cây đó. Nhỏ là ấy mình đỡ là vừa đấy. Rất nặng á. Chiếc xe đẩy đó cô đóng khoảng bao nhiêu tiền? Không biết có cái chắc chịu ngoài 2 triệu. Ngoài thì cũng như là cái đó là cô muốn đi, cô muốn là như nếu mà có cơ hội á thì cũng như là cô muốn sẽ là đổ một cái nghề mới. Đổ nhà mới đó. Không, nếu mà đóng chiếc xe đẩy đó là cái cốt nè rồi hai bánh xe là nó mong hết 1,5 triệu rồi đó. Không, còn cái sườn nữa có ai bán xe cũ mình mua. Tại vì á nếu mà tính á làm xe đẩy không nên làm bằng cây. Cô làm bằng sắt á, nhưng mà mua sắt mỏng thôi thì nó nhẹ hơn cả cây nữa nha. Nhẹ hơn. Đúng rồi, có thể là nhẹ hơn luôn. Mình mua sắt mỏng mình làm, tại vì cô đẩy những cái món đồ đó thì nó đâu có nhiều đâu, đâu có nặng đâu.
Thì theo con nghĩ là chiếc xe, nếu mà cô gắp chiếc xe mới tầm khoảng 3 triệu ngoài á, là bánh xe luôn. Có xe cũ thì mình mua lại nó rẻ. Nhưng mà xe cũ thì nó có một cái vấn đề như thế này. Thứ nhất đó là cái chất lượng của nó đã lâu rồi. Nó đương nhiên nó sẽ là không bằng những xe mới. Nó thời gian nó không có được bền bỉ theo thời gian nữa. Đó, có khi nhằm khi người ta cái hồi xưa thì người ta đóng rất là nặng. Còn bây giờ nếu mình làm á thì có thể là mình sẽ là xe bền luôn. Làm xe bền. Cái loại nó nhẹ hơn. Đó thì nó tốt cho sức khỏe mình hơn, tại nó nhẹ thì mình đẩy nhẹ. Vậy đó. Thì cũng thấy cô là cũng có muốn được cái nghề mới đó. Mới. Thấy nó cũng im hơn đó. Bán số nó nghĩ từ ngữ cũng là biến đi chết. Đúng rồi, tại vì mình khi mình bán cái số thì mình phải nhìn cái sắc mặt của người khác. Đó. Xe đẩy là cô tính nếu mà có xe đẩy thì mình dự tính mình bán trái cây hả? Tôi tính bán trái cây. Trái cây vốn nặng lắm đó cô. Còn nếu mà bà không có khả năng á, bán không được thì mua rau cải rồi đó, thằng bông á. Để mình cái đó nó nhẹ. Cái cây đó nó trơn thùng nó nặng lắm. Nói chung là hiện tại là cô chỉ còn một cái tâm nguyện đó nữa là hoàn thành luôn ha. Ước mơ. Không có mà ước mơ gì cao hết. Vậy ha. Là như cái xe đẩy cái nồi cơm của mình đó. Rồi xe đẩy rồi mà... cô đẩy bộ gì cô đẩy nổi không? Được. Được ha. Phải chi mình có chiếc xe đạp á. Xe đạp mình câu cái đó xe đạp đi đó mình khỏi tập thể dục luôn á. Nó khỏe, nhẹ đó. Nếu mà mình đã nếu mà đi một chiếc xe đạp mình làm một cái dàn sau lưng á. Mà để mình chở thì mình không chở nó xe không, đâu. Không có được nhiều. Nếu mà có biết chạy đi nữa thì mình cũng chở không có được nhiều đồ. Gia đình là đẩy bán ở chỗ nào? Nó đẩy vòng lên chỗ này, rồi chỗ này chỗ kia vậy đó. Rồi hiện tại là con thấy là chén đũa nhà mình nhiều không? Ngày mai mời mấy ông thợ lại cũng 5-6 người, rồi người nhà của con cũng có chục người. Con đi mượn. Rồi chén. Anh như là hiện tại con đang thấy là con còn thiếu. Mượn chén đũa luôn. Thiếu cái bếp ga, thiếu cái bình ga ha. Bếp ga bự với bình ga là đủ. Thì nếu mượn được thì mượn, như mình gói ghém lại. Mình có cái nhà cái bếp giờ thì thêm bếp nữa hả sao? Thì cái đó thì tại con thấy cô xài bếp ga nhỏ thì nó cho cái chai lớn hả? Thì lớn nó xài nó tiết kiệm hơn, nó thuận tiện hơn. Thì cái đó thì để tùy duyên đi, chứ con chưa có dám hứa trước. Già mà có ai thì cho thì cái gì mình thấy cũng cảm ơn lắm. Mà tại vì giờ cũng như mình có gạo nhỏ thì xài nhỏ, có lớn xài lớn cho sao giờ. Dạ, thì sẵn trên clip này thì con cũng xin nói rõ với cô luôn nha. Và nói rõ với gia đình mình đi. Là hiện tại Mạnh Thường Quân chỉ giúp đỡ cho vợ chồng Trinh. Và căn nhà hiện tại đang ở là ở chung. Rồi sau này có mâu thuẫn là không có mà này kia nọ hả cô? Thì cái trường hợp này con phải dặn trước để sau này mà cái việc gia đình mà nó luôn con Trinh mãi này nọ rồi chứ không ai được lo dạy ai được cái sao ở như là cho cả gia đình cùng chung sống hạnh phúc với nhau. Nói chứ cũng hai đứa con mà làm sao bỏ nó được. Tại vì nếu mà có xảy ra những cái chuyện gì mà nó gây cự cãi thì không có đâu cô, đó giờ không cự cãi nó gì chứ là để tôi con nói cũng như là nếu mà có xảy ra những cái gì đó mà cự cãi trong gia đình đó, cũng như nó trục trặc này kia này gây mâu thuẫn thì cũng như là hy vọng là trong gia đình một người mỗi người là sẽ dành một tiếng để cho gia đình mình luôn luôn hạnh phúc như bây giờ đó. Mãi vì sao? Tại vì Trinh đó thì cô thấy là cũng như là Trinh nó cũng không có được bình thường. Cũng mong là cũng như là khi mà có gì ra cô cũng hoan hỷ thông cảm cho em nó. Thì bữa nay thì hôm nay thì gia đình mình tranh thủ mình nhỏ này hơi lên lâu á, lên giờ có gì nó hơi trung bình lắm, đục khỏe đó. Cái hơi bất nhất cái là tôi bỏ tôi đi mất tiêu rồi. Cái cách là xử lý ngay đó, đi giờ cái chừng chiều trưa về cái lò án rồi mình về. Em đi mình về thì giờ hôm nay trong ngày hôm nay thì gia đình mình sắp xếp đâu đó cho nó gọn gàng hết đi hết cô. Ngày mai thì con mua đồ con cúng mừng nhà mới nhé. Rồi nhiệm vụ con cũng đã xong rồi. Thì đó, thì hôm nay mình có lời nào mình gửi đến tất cả những vị Mạnh Thường Quân mà đã hết lòng giúp đỡ cho mình không? Đã giúp đỡ cho gia đình mình trong suốt thời gian vừa qua đó cô. Mấy cho cô chú ở nước ngoài, Canada. Đó cô chú Mạnh Thường Quân ở nước ngoài đi. Chị Jenny Lê. Mạnh Thường Quân ở nước ngoài. Chị Jenny Lê, chị Tina.
Ren Ren với chị cô Na Hồ với mấy chú mà chị Thảo Cao. Thảo Cao. Thảo Cao. Chị Jenny Lê. Ren Lê. Với thôi cô chúc đi. Cô chúc tất cả đi. Rồi thì lại mà nhờ với mấy chú mấy cô á cũng được cái nhà cũng quá mừng rồi, cũng cảm ơn nhiều lắm. À, hồi nãy á tụi con á khi mà bắt đầu video á tụi con có nói ra những cái ý á cô, thì tại vì á cái tuổi của tụi con á thì nó nhỏ nhưng mà tuổi của cô thì đã lớn rồi, thì đương nhiên là cô á là nó trả tải rất là nhiều rồi. Tụi con hồi nãy nói chung là muốn nói những cái mà ý của những vị mạnh thường quân, cũng như là muốn tốt cho cái gia đình của mình, nó là cũng như là muốn gia đình mình có những cái sự cầu tiến á cô, chứ không phải là tụi con có những cái ý khác nghe cô. Nếu mà hồi nãy những lời nói mà tụi con nó có cái gì mà nó hơi mạo phạm xí là mong cô thông cảm nha. Nó cũng là muốn cho gia đình mình nó có cuộc sống tốt hơn thôi đó. Tại vì cái tuổi của tụi con thì nó không có bằng cô đó, nên nhiều khi có những cái lời nói mà nó không đúng cũng là mong cô bỏ qua nha. Không có gì mà như tôi còn nhiều khi nói hơi chạm nữa. Nó bây giờ đó, những cái mơ có gì chị gì cháu có gì thì nói với nhau. Tại vì tụi con á đi làm cái nghề này á, tụi con là có gì nói đó, nói thẳng, nói ngay để tốt cho gia đình thôi. Chứ tụi con đôi khi tụi con cũng không có biết mà lựa những cái từ ngữ mà để cho nó hợp lý đâu con. Nó vậy đó, tụi con có gì ngay thẳng, có gì ngay nói thẳng đó, đi nhờ mấy chú cũng có được cái nhà này chứ không có mấy chú chắc không biết làm sao luôn á. Dạ đó thì những... cảm ơn lắm thiệt luôn. Thì lúc trước này kia khi mà lại này kia thấy như là sập sệ nãy kia đi ngoài vô quên mua mấy cây sâm luôn. Dạ không có gì đâu cô, sâm bán ngoài người ta bán ngoài đó. Dạ thôi tốn tôi tiền đem về đó mà quên đó ảnh nhớ tự nhiên tôi còn mấy tờ số tôi nói ủa với số tôi đâu có tiền trơn trừ. Thôi cô cũng đừng có mua giá chạy kiếm biết sao không tốn quên. Chi phí tụi con trời nắng này uống cho nó mát không, tụi con mua uống được. Cô cứ để đó đi, mỗi cái một chút cô gom lại nó sẽ thành nhiều ha cô. Mình đỡ tốn chi phí, cô còn phải chăm lo cho những thứ khác nữa, từng đồ ăn thức uống này kia lo cho bé Trương nữa. Đó nên cô đừng có gì tụi con mà thôi mua nước mua no dập dập tụi con uống thôi cô ha. Một cái một chút nó sẽ gom thành nhiều ha cô. Cô gói gọn đi đó. Dạ, ngày mai là chở 9-10 giờ là tôi dọn bạc sẵn đi ha. Rồi, chở 9 giờ cô dọn sẵn đi. Rồi con mua đồ về cái cô cắt bông cái cây đồ lên. Rồi bây giờ đi, như cái thời gian mà cái cụ thể ngày mai á là khi nào mình bắt đầu mình cúng này kia là khoảng mấy giờ? Không biết nữa, rồi giấc sáng đó giờ tại vì tụi con ở đây là cô hỏi cũng... cô được tại vì cô là người lớn là chủ của gia đình. Cũng giấc sáng nước lớn. Nước lớn hen. Nước lớn. Đó. 9-10 giờ là đẹp đó. 9-10 giờ là đẹp đó. Thì giờ rất lớn. Thôi mình chỗ qua chỗ nè. Ông thằng Tài, ông Địa nè, một bình bông, hai bình bông. Nhà mình không có bình bông hết cô. Bình bông mình được mấy cái? Có nhiều đó. Tổng cộng 3 cái hả? 3 cái mình sao nó đem bông vô đây hết à? Có ông Địa thôi chưa có. Ừ. Bây này phải mời phải mua thêm bình bông cho nữa này. Bây giờ hiện tại trong gia đình nè, mọi người có thể thấy bây giờ hiện tại đang lót những cái miếng nhựa này lên, nó vô cùng sạch nha. Còn mình nào nữa không cô? Tại vì mình cúng bông là trong mình thờ là phải cúng bông là phải cúng hết. Chứ còn bình không? Không phải là chỗ cúng chỗ hông không được. Còn bình đó. Tôi là đèn hả? Tôi là đèn không? Ghiếm đi, anh muốn ghiếm thì ghiếm, đâu có tốn tiền gì đâu. Còn bình nào đó chàng không có thấy đâu. Bình đó. Tốn tiền điện thôi. Rất kinh nghiệm thôi. Như buồn kiếm. Như buồn có rồi, còn cần thiếu một địa. Căn nhà đã hoàn thiện hết rồi. Còn mà cái vấn đề mà... Ồ, điện đẹp là đẹp ha. Quý vị có thể thấy ở trên cái hào quang này là đẹp ha. Dạ, anh Thảo á. Em hồ là chị Na Hồ, chị Jenny á. Thì anh sẽ mà... Ồ, là cái miếng đó là anh lựa luôn hả? Đúng rồi, cái chuyện là chị mà anh Thảo lựa. Thảo là em của chị Jenny và chị Tita Hồ á. Là lựa cái miếng phát quang đó phải không? Cái hào quang là anh lựa, khi quay trực tiếp là anh lựa luôn. Còn cả tung Phật anh cũng lựa luôn á. Không đúng nghe, là vì cái như mà làm cái mà nó chết chết quá. Nhiều khi nó kiểu nó xa hoa, nó lộng lẫy quá. Nhưng mình đơn giản, em thích cái kiểu đơn giản này hơn nè. Đúng rồi. Nó chỉ là một màu thôi, nó khá đẹp. Quá đẹp à. Phật Quan Âm.
tập quan âm thấy không thì đi để kiếm đã khác là theo cái thông lệ thì thông của người Việt Nam mình thờ mẹ quan âm đa số là mẹ quan âm nếu mà về đạo Phật á thì cũng như là cầu bình an bình an trong gia đình đúng đó. Sức khỏe này kia để mình có những cái sức khỏe thì mình mới làm ra tiền được đúng rồi để mình trang trải trong cuộc sống của gia đình ha. Còn ngồi xuống đây này cô, ngồi xuống đây cô ơi. Bình nhà còn còn bình với địa đủ rồi. Rồi còn bình đấy ha. Còn bây giờ là cô thấy mà sau khi mà trải như thế này là cô cảm bây giờ cái cảm giác của mình như thế nào cô? Cô thấy nó sáng không? Thấy là, như là sáng, sáng, sáng. Nó khác sáng, như cái lúc khác mà mình chưa trải. Nó có khác như cái lúc mà mình chưa trải không? Cái khác lúc mình chưa trải. Cái cảm giác như thế nào? Cô? Đẹp. Cô thấy à? Cô thấy là lúc trước đi im chân không? Bữa giờ tôi nói trời ơi có lý với ta. Mát ha, đi mát chân ha. Mát à, đi im chân hay không? Mình đi im chân ha. Mình đi cái giò mình có thấy gì khác không cô? Mẹ mẹ nó như những kiểu mà tưởng tượng là mình cái này. Đi cái này là đi như này im vậy á. Nó mát mát vậy. Đúng rồi. Cái này là mình mua như thế nào? Cách thức nó. Mình mua mét. Mét hả? Mét tới 1 mét, mét nhiêu? 45 ngàn. 45 ngàn. Có lý ta nữa, tôi mua vài mét, tôi lót lên sau nhà mình ta. Cũng được. Đi cho nó im. Ta thấy nó có lý là nó sạch hả? Mình dễ quét nữa ha. Đúng rồi. Chứ mình lau cũng dễ. Lau cũng dễ nữa. Khi mà mình lót cái này nè cả nhà, nó có một cái tiện là như thế này. Là khi mình lót ra như vậy á, là những cái vật dụng của mình á, nhỏ nhỏ này kia, khi mà nó rớt xuống sàn nhà, nếu mà không lót nha, nó rớt xuống sàn nhà mình rất là khó đi lùm. Cho những cái nhà nhưng mà cái sàn nó thấp á, nó cực kỳ khó lùm. Rồi rác này kia nó rớt á, mình không có vệ sinh được ở dưới là nó sẽ gây ra những cái như là mùi nè, rồi ruồi này kia đó. Đó thì mình lót lên gì nó không có rớt là nó thứ nhất là cái thẩm mỹ nè, nó không rớt đồ ở dưới là một chuyện nữa. Nó rất là đẹp luôn, chuyện đi đóng giác là im cái giò này. Nó rất là im ha. Nó đóng cái kệ làm xe bắp làm sao, làm ầm sao á. Cái đó gia đình mình mua đi. Dạ, nó làm rồi, đang làm trong á. Rồi, anh kia đứa chị lớn rồi, không biết rồi. Mình trong gia đình mình á, hiện tại cái nhà mình á, mình làm gì được mình làm. Để làm mình, được làm. Gói ghém lại. Chứ không phải là nhất thiết mà cái gì nó cũng phải mua là nó sẽ, nó tăng cái chi phí của mình lên. Đúng rồi. Đó. Mình sử dụng tiền cho nó đúng mục đích là được. Là ok đó. Tại vì, nói chung là dư nhiều thì sau này cô... cô làm những cái gì khác nó sẽ dễ hơn. Tại vì những cái tiền mạnh nhất thì họ cũng nếu mà làm được khác giả. Thì như đúng mình dám làm cố gắng lên vượt lên chính mình đó, cho thoát nghèo thì người ta cũng đi làm mà người ta bỏ ra cho mình thì người ta cũng hy vọng là mình cũng được như người ta đó. Sao chị thôi con nghe dạ xin chào để tiền Vinh Tân Hồng xin hẹn lại tất cả quý cô chú anh chị những video tiếp theo. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi kênh trong suốt thời gian vừa qua. Thì hy vọng với những cái clip như thế này thì quý cô chú anh chị thương thì chia sẻ video cũng như là bấm một lượt like và follow kênh. Vinh cảm ơn rất là nhiều ạ. Và Vinh xin chào và hẹn gặp lại.